Tháng 11 năm 2019, Vũ Gia Bảo đi chơi ở khu dân chơi dành cho trẻ em ở Vinhome Grenadia. Thích nha, hết sức bình tĩnh. Anh đã rất là chuyên nghiệp. Bấm chặt vào nhá. Hay quá. Nào chạy ra kia, chơi trò kia. Ở đây. Đi ngựa đi. Chạy ra đi ngựa. Đây các bạn, ngựa đây các bạn. Ta đi ngựa thôi. Các bạn nhìn bố này. Gia Bảo ơi. Gia Bảo. Đây mà nhìn bố. Này Gia Bảo ơi. Pro. Đâu rồi không biết. Đấy kinh không, trượt cái này cơ. Bắt sành điện nào, chạy đi. Kia chạy tiếp nào. No. Nhìn nó chạy này. Phải biết đường lên thì các bạn nhìn thấy chưa? Bé tí nhá. Hôm nay có 20 tháng thôi, 21 tháng. Nào. Lên nào. Đây, thần chưa? Ví dụ chưa? Leo lên nhá. Gia Bảo ơi. Con ơi. Đấy. Ghê chưa? Lên đi. Xe đâu con, cầm xe đây, mất, người ta lấy mất đấy. Xe đâu? Con ơi, lấy xe đi, lấy xe là xe của con đi.